Bây giờ vậy đi, anh với em sẽ làm một cái video clip để thử đi. Rồi được rồi, em sẽ hợp tác với anh. Cái tự nhiên hai đứa hợp tác với nhau, rồi cái bắt đầu cái quay chung, rồi cái lúc đó đi hát, cái cũng mình cũng có những cái show đó. Mời anh thôi đi hát với anh nha. Mà thì lúc đó là nhiêu tuổi? Cái lúc đó là cách đây nhiêu năm rồi nè? Cách đó khoảng 14 năm ạ. 14 năm? 14, 15 năm ạ. Lúc Hồng Hạnh cũng còn nhỏ mà. Cái Hồng Hạnh nhận lời. Mà chị biết rồi, hồi đó mà nghệ sĩ đi hát, anh em nghệ sĩ khổ lắm. Đi chiếc bích ba vậy đó. Mà chở ở đây mà xuống tới ở dưới Tiền Giang, rồi đi vô sâu trong chợ gạo hát. Xa lắm. Cực khổ muốn chết luôn á. Hát xong mà cái kỷ niệm mà nhất trong cuộc đời ở Trung Tử Long. Phải nói là lần đầu tiên luôn. Cái lần đó chở ông Mạnh đi qua bên Cần Giờ đó, hát hồi lúc cái phà đó. Lúc đó mới quen mà mình cũng đâu dám, mình cũng ra lăng lắm, chở này kia nha. Đi qua tới bên Cần Giờ bên cái xe bách ba nửa đường bị bể bánh. Mà lúc có khoảng 11, 12 giờ ai đâu giá. Mà nghĩ cái chiếc bách ba rồi chị gọi làm sao. Mà diễn xong rồi đó. Diễn xong rồi đó. Cũng hên nha. 12 giờ khuya đó. Em đẩy từ mà Cần Giờ nửa đường Cần Giờ mà em dắt bộ gần sáng mới xuống tới bến phà. Trời ơi tội không? Thảm không? Là từ cái chỗ đó. Mà hai đứa luôn, hai đứa. Em dắt là Hồng Anh đi bộ theo. Dạ. Bà thấy cái công trình mà cái quá trình thấy thương quá. Thấy thương quá, tự nhiên cái bắt đầu cái khó quá, chị khó đẩy quá. Lúc đó Hạnh đứt ruột đó đúng không? Cho đúng nên rồi. Là yêu luôn. À. Nhưng mà chị hỏi nè, lúc mà hai người mà hát chung nhau đó, anh Long thì anh ấn tượng như giọng hát của em rồi, nhưng mà ngược lại em có ấn tượng giọng hát của anh không? Có chứ. Anh hát hay á, giọng ấm trầm quá trời luôn. Dạ. Tuy là chưa có nổi tiếng nhưng mà lên hát thì khán giả đã rần. Vỗ tay dữ lắm. Thì em nghe anh ca xong mà bước lên, khán giả thích rần, nhưng mà cái tướng ngon lắm. Trời ơi, người quen của tôi. Người quen hả chị? Chào anh Quốc Thượng, chào chị nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Rồi, chị mời hai vợ chồng ngồi. Xin giới thiệu với tất cả quý thính giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son, Trung Tử Long. Xin giới thiệu, Trung Tử Long là tên thật là Lê Văn Trường, sinh năm 1970, quê ở Sóc Trăng. Hồi nhỏ thì cũng đam mê nghệ thuật cho nên trốn nhà đi cải lương. Rồi bây giờ mời chị giới thiệu về mình. Dạ em biệt danh là Hồng Hạnh, tên thiệt là Nguyễn Thị Hạnh, sinh năm 1977, quê ở Long An. Rồi bữa nay nè, hai vợ chồng, hai nghệ sĩ đã từng là diễn chung với nhau, rồi bây giờ là ở chung với nhau. Dạ. Đó, bây giờ nhân tiện ngày hôm nay đến với chương trình Vợ Chồng Son hát chung với nhau. Quốc Thuận với chị Hồng Vân. Dạ. Và khán giả ở đây cũng rất muốn được nghe hai vợ chồng hát chung với nhau, hát chung với nhau, sẵn sàng cái đó là sẵn sàng. Bữa nay thì phải là chơi hết mình luôn hả? Chơi hết mình đi. Yêu đêm thức tròn để nhớ thương anh, nhớ quá làm sao biết ngõ tìm. Tay trắng anh nào mơ với mộng, nên trời đài hai đứa phải chia xa. Ôi vắng vắng bên tai lời anh, hoang mang thương nhớ, xin để tang cho em từ nay không thấy nhau. Mưa bên ngoài vẫn rơi, hạt mưa rơi sao mắt cay lệ sầu. Phân ly này ai gây, trời cao ơi sao nỡ gieo chi đoạn trường. Ôi cái số phận âm mưu ác nghiệt, sao có gieo mãi lên mái đồ xanh. Giờ biết thương yêu nhau trong mái ấm bình thường, trong tình yêu gắn bó. Thấy chưa? Quỳnh ơi, em ở đâu? Tôi muốn hơi đất rộng trời cao, nơi nào cho tình yêu này nó giờ có nơi nào dành cho sự độc ác vô nhân. Mãi mãi nằm miệng không trối về bao giờ. Hay quá, trời ơi trời. Chết cái chữ giờ đó. Ủa như vậy là chắc chắn là hai người là gặp nhau trong đoàn hát đúng không? Dạ đúng rồi. Cái sự thật là như thế này, Trung Tử Long với ông Hạnh gặp nhau có đó là một cái duyên số thôi. Đã có đi hát với anh Minh Minh Tâm, anh nghệ sĩ ưu tú Minh Minh Tâm. Anh mời Trung Tử Long mà trong cái dịp đó là có ông Hạnh. Lúc đó em ngồi em nghe, bé này ca hay quá ta. Hay quá. Hay mà dễ thương, lúc đó chị còn nhỏ xíu à. Mình lại nói cho cái gọi mà dân gian mà ở dưới miền quê mới gọi là dê đó. Hả dê đó. Dạ. Em ơi thôi giờ vậy đi, anh với em sẽ làm một cái video clip. Thử đi. Rồi được rồi, em sẽ hợp tác với anh.
cái tự nhiên hai đứa hợp tác với nhau, rồi cái bắt đầu cái quay chung, rồi cái lúc đó đi hát cái cũng mình cũng có những cái show lắm, mời anh này thôi đi hát với anh nha. Mà thì lúc đó là nhiêu tuổi? Cái lúc đó là cách đây nhiêu năm rồi nè? Cách đó khoảng 14 năm ạ. Năm 14 15 năm ạ. Lúc của Hồng Hạnh cũng còn nhỏ mà. Cái Hồng Hạnh nhận lời. Mà chị biết rồi, hồi đó mà nghệ sĩ đi hát, anh em nghệ sĩ khổ lắm. Đi chiếc bích ba vậy đó, mà chở ở đây mà xuống tới ở dưới Tiền Giang, rồi đi vô sâu trong chợ gạo hát. Xa lắm. Cực khổ muốn chết luôn á. Hát xong mà cái kỷ niệm mà nhất trong cuộc đời của Trung Tử Long, phải nói là lần đầu tiên luôn. Cái lần đó chở Hồng Hạnh đi qua bên Cần Giờ đó, hát hồi lúc cái phà đó, lúc đó mới quen mà mình cũng đâu có dám, mình cũng ra lăng lắm, chở rồi kia nha. Đi qua tới bên Cần Giờ bên cái xe bách ba đó, nửa đường nó bị bể bánh. Mà lúc có khoảng 11, 12 giờ ai đâu giá. Mà nghĩ cái chiếc bách ba rồi chị gọi làm sao? Mà diễn xong rồi đó. Diễn xong rồi đó. Cũng hên ha. 12 giờ khuya đó. Em đẩy từ mà Cần Giờ, nửa đường Cần Giờ mà em dắt bộ gần sáng mới xuống tới bến phà. Trời ơi, tội không? Thảm không? Là từ cái chỗ đó. Mà hai đứa luôn, hai đứa. Em dắt là Hồng Anh đi bộ theo. Dạ. Yeah. Bà thấy cái công trình mà cái quá trình thấy thương quá. Thấy thương quá, tự nhiên cái bắt đầu cái khó quá, chị khó đẩy quá. Lúc đó Hạnh đứt ruột đó đúng không? Cho đúng nên rồi. Là yêu luôn. Dạ. Nhưng mà chị hỏi nè, lúc mà hai người mà hát chung nhau đó, anh Long thì anh ấn tượng như giọng hát của em rồi, nhưng mà ngược lại em có ấn tượng giọng hát của anh không? Có chứ. Anh hát hay á, giọng ấm trầm quá trời luôn. Dạ. Tuy là chưa có nổi tiếng nhưng mà lên hát thì khán giả đã rần. Vỗ tay dữ lắm. Thì em nghe anh ca xong mà bước lên, khán giả thích rần, nhưng mà cái tướng ngon lắm. Tướng ngon. Chết cái chỗ ngon á. Kém đâu không? Kém mà. Mấy năm còn ngon nữa. Tướng giờ vẫn ngon mà. Có nghĩa là ấn tượng từ hình thể cho đến giọng hát. Đúng không? Có khi nào mà ảnh á là đàn anh, em là đàn em, có khi nào đàn anh luyện cho cái giọng hát của em không? Cái đó là nhiều luôn. Em biết ơn. Nói chung là dạy tất cả cho Hạnh được như ngày hôm nay. Thì Hạnh, tức là anh vừa làm chồng vừa làm thầy của em. Dạ, luôn phải rồi, không? Dạ. Dạy dỗ từng ly từng tí một. Nhưng là thánh sôi luôn á anh. Em nhớ cái album đầu tay đó, là em hát một cái bài đó mà không được. Mà em khóc ròng ròng đó. Ông nói không cái chừng nào được thôi. Mà em nói trời ơi, cái kiểu này ca bình thường là không nổi, ca chồng lên tuốt ở trên nữa. Nhưng mà sau đó em làm được. Dạ em làm đó, được. Em quyết lòng em làm được. Thì những cái bài của em ca nó người khác nói chị ơi có hơi chị cao quá em không ca nổi. Hồi đó đó, lúc mà khi mà em có tập tành sáng tác gì cho, tức là lúc mình mê quá, mình yêu quá mà yêu mình bỏ hết mình dạy nè. Tại vì thường á là bí kíp nghề nghiệp là cũng ít ai mà dốc hết lòng để mà chỉ bảo vậy đâu đó. Rồi có mê quá, rồi có sáng tác giống như mấy ông nhạc sĩ mà mê một cái gọi là nàng thơ của mình á. Chị có không? Bên cái lương ở đây là hình như là chỉ có một mình Trung Tử Long là một cái người đo ni đóng giày cho Hồng Hạnh. Bởi vì những cái bài hát của Hạnh hát là em biết không ạ? Bởi vì cái bút danh không phải là Trung Tử Long mà cái bút danh của em là Trường Giang. Thì những cái bài hát nào mà ở trên mạng, trên YouTube á, Trường Giang á là đều của Trung Tử Long hết. Em đã viết rất là nhiều. Bữa nay mới biết đó nha. Là em viết riêng cho Hạnh. Dạ. Rồi á là em đi diễn đi ơ đồ rồi em có cho ai diễn với Hạnh không, hay là chỉ có em độc quyền luôn? Độc quyền luôn. Hình như là hai đứa có cái lưu trí với nhau rồi. Khi mà lên hát á mà em hát với người khác á thì nó không có cái sự mà ăn không có nhau. Đã đúng không? Còn hát với Hồng Hạnh đã quen rồi. Trước khi mà anh Trung Tử Long á gặp Hạnh á, là anh đã có mối tình nào chưa? Trước đó thì Trung Tử Long đã có một bà vợ trước. Có một gia đình rồi. Có gia đình rồi. Thì hai đứa có một đứa con. Thì đứa con sau này nó cũng đi theo nghiệp mình của cha, nhưng mà nó đi rẽ hướng khác. Cha thì ca giọng cổ, nhưng mà con thì ca nhạc. Thì đó là ca sĩ Diệp Tư Đồng. Thì bây giờ đang sống với Trung Tử Long. Còn em thì đó. Sao? Mẹ kế. Em thì cũng đổ vỡ gia đình vậy đó, rồi mới gặp Long đây. Mình cũng đã lớn rồi cho nên cũng có suy nghĩ mình chín chắn hơn, hiểu nhau những gì tật xấu hay là những cái gì mấy thì mình cảm nhận được thì đến với nhau. Rồi hai chồng á lấy nhau rồi, bây giờ qua phần thứ nhì nha. Phần thứ nhì bắt buộc phải có nha. Là giờ nếu vậy thì có hé lộ cái tật xấu gì không? Hay là vẫn đẹp như là lúc mà mình đang yêu nhau? Hai người đã cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ chứ cũng hai đứa sống chung với nhau khoảng 14 năm. 14 năm rồi đó. Có em bé chưa? Dạ chưa. Nếu gì nói mà xấu thì chắc nhiều lắm chị. Dạ thì đi hát chung với em đó thì mỗi đêm nào cũng hát, tại vì đêm nào cũng lịch diễn suốt mà, chỉ có cái nhậu thôi. Hát xong rồi ở lại nhậu? Không, chưa có hát, chưa có đi diễn mà chiều đã nhậu sớm. Lên sân khấu á, cầm cái micro đây,
mà cà dính sân khấu rồi mà đứng hoài. Anh giới thiệu rồi mà sao anh không lên? Em giới thiệu ông cao một bài rồi đó, sao anh không lên? Thôi lên hết nổi rồi. Rồi bắt đầu mấy chiều xuống cái khán giả hỏi, ủa chúng tôi lòng đâu? Phải thấy một mình hát người ta mới hỏi, cái em nói chúng tôi lòng bị gió trúng gió. Bà con bây giờ nếu không tin đó thì cứ ra sau hậu trường thì thấy ông ngồi ba bốn người dìu xuống xe. Người ta nói chết rồi, ông vòng trúng gió thiệt rồi, đâu dám nói xỉn. Lâu rồi phải không? Dạ, lâu chuyện rồi. Xảy ra đã lâu rồi, bây giờ là không có như vậy nữa đúng không? Không, còn chứ dấu gần đây có nữa, trời ơi tái diễn nữa. Nhậu xong á tôi nói anh ơi, bây giờ mình yêu chồng mình phải yêu luôn cái tật xấu của chồng mình. Thì em không nhậu được thì thôi em ở nhà anh nhậu, nhưng mà nhớ đi xe hơi taxi rồi về đi. Không, cứ chạy xe Honda về lộn cho 10 vòng, mới đây cũng khoảng tháng. Trời ơi, có sao không? Đeo nơ tùm lum hết trơn luôn. Cũng không sao gì, trên đầu mai khoảng 6 mũi. Đeo nơ, đeo 6 cái nơ. Dạ. Còn gì nữa không? Có điệu đàn không? Trời đất ơi, thôi khỏi nói. Thánh, em nói rồi. Chỉ là thánh rồi. Kỷ niệm coi như là lần đầu mà đi cua mình đó, không có tặng bông hoa nữa thôi. Này không có làm gì được. Nước hoa mà tặng tới tấp. Tôi nói ngồi kế bên hả, mà tôi nói ủi, trời ơi, nực nồng vậy đó. Đi ghi là mê nước hoa. Nước hoa, tắm nước hoa đúng không? Mà đi đâu giờ cô sưu tầm nước hoa về tặng cho em. Nè, tôi tặng cho ghệ chai nước hoa chứ kia tặng bông thôi. Ủa nhưng mà là ảnh tặng nước hoa cho Hạnh đúng không? Dạ đúng rồi. Ảnh xài luôn. Nước hoa luôn. Nước hoa. Có khi nào hai vợ chồng xài chung chai nước hoa không? Có chứ cũng có, nhưng mà ảnh tặng là tặng nước hoa nữ. Bây giờ em mong ổng thay đổi cái gì? Nếu em mà mong, em mong muốn bớt soi em, bớt soi em chút bớt rồi. Bớt soi có bớt nhậu không? Có bớt nhậu không? Thì cái chuyện nhậu là cái đó là phải hẳn nhiên rồi. Là mong không? Là mong, đi, mong chị cũng mong chứ đừng nói. Lại bên lòng đó. Lòng phản kèo đi. Bên này có thật xấu không? Có nhiều cái mà em nói thật chị Dân nha, thánh của vậy? Em ít nói lắm. Nhiều khi á, là cái người đàn bà thứ nhất là ra đường tất cả phải tươm tất từ đầu mặc quần áo cho tới cái đôi dép. Đó này hai. Vô, hỏi vô làm gì? Nói vô là biết rồi, vô là để thay bộ đồ khác, ăn mặc chỉnh chu tí. Còn một cái là lên hát. Em nhiều khi hát thì tự nhiên em quay cho khác hoài. Ủa gì kỳ vậy? Sao tự nhiên mỗi bữa hát bình thường? Bởi vì tại vì là lên sân khấu không tươm tất, không tôn trọng nghề là em ghét, em không thích. Em quay cho khác, em không hát. Em hát xong rồi quay hát thôi sao vậy? Em kiểm tra lại đi. Lên sân khấu thứ nhất là phải tươm tất, phải cho nó gọn gàng sạch sẽ. Để là mình phải tôn trọng nghề của mình. Rồi cái đó là chỉ cái bề ngoài thôi. Bây giờ cái bề trong đó nè. Hồng Hạnh thì nói chung là cái gì cũng được, nhưng mà con cái nấu ăn quá dở. Nói thẳng luôn, luôn à. Nấu trứng cho ăn ngon vậy quá rồi còn gì nữa. Chị Dân biết không, em nói thiệt đó. Có khi nhiều khi mình đi hát về cái nói em ơi ăn cơm, dọn cơm ra, chị biết cái gì không? Là cái món mà xuất sắc nhất là trứng kho. Trứng cái kho là quậy vô kho cái là xong. Ủa là kho chứ không phải là trứng kho hột, thịt kho hột gì? Không, chỉ có trứng kho. Nếu mà được cái đó như vậy là đâu có nói gì. Mà 10 bữa là trứng kho, 10 bữa trứng kho hoài. Ăn nước muốn chết luôn, hỏi chứ ngon không? Trứng ngon. Không lẽ giờ chê? Không lẽ giờ chê? Bây giờ chê là ăn cái gì? Ăn luôn. Em mong cổ thay đổi cái gì? Em thì cũng không mong muốn gì hết. Em chỉ mong là Hồng Hạnh nè, lúc nào cũng vậy, bếp núc là về, là thí dụ như là nội trợ gia đình đó, nấu cơm rồi thí dụ lâu lâu cái mình mở lên mình xem chị Hồng Dân là chị dạy ra tới ăn thế nào. chị dạy nó ăn thế nào là mình phải học hỏi để mình chắc nấu cho gia đình, cho chồng được không? Đó là chỉ sửa cái đó em sẽ nhận rồi không, sẽ thay đổi đúng không? Chị, đúng bây giờ nè chị nói thiệt bằng kinh nghiệm của chị thôi. Đúng không, thì mình cũng nghệ sĩ hết. Thực ra mà nói á, có những lúc mà mình quá mệt, mình đi diễn rồi mình mệt quá đi. Nhưng mà thực sự là như vậy, cái người chồng của mình á lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng chỉ thích ăn những món ăn mình nấu, thích mặc cái bộ quần áo mà mình chọn. Mình ủi, thực sự mấy ông ngộ lắm. Nhưng là người khác ủi nhiều khi ngon hơn mình, nấu thằng cũng thơm hơn mình đúng không? Đúng tâm lý à. Rồi nấu đồ ăn ngon hơn mình, nhưng mà cứ vợ nấu là thích là ngon. Tại vì sao? Cái đó nó không còn là cái vấn đề mà cái khẩu vị nữa, mà nó là cái gì, nó là cái cảm xúc á. Cái món ăn đó là món ăn của cảm xúc. Mình có thể không ủi được bộ đồ, mình có thể này kia, nhưng mình quan tâm liên tục vậy đó. Anh ăn gì chưa, sáng dậy sao, ví dụ mình có không có đi gần nhau đó, ví dụ vậy. Cái đó là cái cách mà chị chăm sóc chồng của chị. Có nghĩa là đi đâu đi chăng nữa là chú cũng hỏi sáng nay anh ăn gì chưa nè, hôm nay trong người thấy sao, ABCD không tới bây giờ luôn. Cái đó là chị nói nghiêm túc. Thì ngược lại ảnh cũng vậy với mình, chứ không phải là một mình ơn mình. Đúng rồi, cái đó là một cái hạnh phúc gia đình muốn lâu rồi. Dài là phải cần chăm sóc, quan tâm lẫn nhau. Đúng đó. Đúng rồi, cảm ơn Long và chị Hạnh.